mô tham ma dạ nam mô sân kha dạ nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddha sa. Phạm Thiên Phật ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mang giáo pháp 45 hà giả vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng. Khắp chốn ni tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Và trước khi con thỉnh ngài lên giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh kinh. Và Huynh Quát Tha Ná còn ở trước máy không, có thể cho bài Như Pháp không? Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông. Bài học hôm nay kinh Tiểu Bộ Khuất Thất Cá Nikaya Itivuttaka chương 3 ba pháp phẩm 1 bài 8 La Mã. Này các tỳ kheo, có ba khác ái này, thế nào là ba? Dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các tỳ kheo, có ba khác ái này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây ý nghĩa này được nói đến. Trói buộc bởi ái triền, tâm ưa hữu phi hữu, bị ma triền trói buộc, chúng sanh ấy không được an ổn khỏi ách nạn. Chúng sanh đi luân chuyển, đến sanh rồi đến chết. Những ai đoạn được ái, ly ái hữu phi hữu, họ đến bờ bên kia. Trong thế giới hiện tại, họ đã chứng đạt được các lậu hoặc đoạn tận. Ý nghĩ này được Thế Tôn mới đến và tôi đã được nghe. Dạ, bản chánh kinh đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Hòa Thượng Tệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Phật thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Kính chào thượng tọa Minh Hạnh, đảnh Đức Tuệ Đức. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay nhất là học một bài kinh để chúng ta cá cũng ngắn chứ không có dài. Nhưng vì bài kinh kế tiếp không có trùng chi pháp nên chúng tôi cho học một bài nói về ba ái. Từ nói thì chúng ta sẽ học nói về và ba quẩn.
Thì khi mà chúng ta nói đến bà ái, ở đây chúng ta liên tưởng đến trong bài kinh Chuyển Pháp Luân nói về khổ tập thánh đế. Khổ tập thánh đế tức là trong cái pháp đạo tành tập đế đó, pháp tập đế nó đề cập đến ba loại ái: dục ái phi, dục ái hữu ái phi hữu ái. Trước hết chúng ta nhắc lại cái chi pháp ông thuộc thắng pháp của chúng ta học không? Thì tới thiền tham có bốn tầng là đi khi về tác Sambayutang, những tham tư gương thật thiến, và có bốn tâm thuộc về đến khi ta tác quyết về dưới tâm là tham ly thật thiến. Thì trụ sở tạc kiến luôn luôn là nó tương ứng với tương tham. Cho nên khi mà chúng ta nói ái thì ái dục có nghĩa là Panchakama Gudiko Rago. Tức là cái sự tham luyến đối với 50 lạc. Sắc đẹp thứ hai mùi thơm vị ngon xúc lạc. Như vậy gọi là Kama Tăng Ha, tức là dục ái. Còn thế nào hữu ái thông qua tầng hai? Ở đây được giải thích rupa rupa thông về su chanda raga kha dikanti. Sasata dithi sahagato rago và phawa vasena patthana. Như vậy có nghĩa là cái sự tham muốn sinh hữu xúc và vô xa gọi là hữu ái.
cái sự dính mắc với thiền lạc cũng là hữu ái, mà cái sự tham luyến câu sanh với thường kiến cũng gọi là hữu ái, và cái sự mong mỏi tái sanh cũng gọi là hữu ái. Như vậy được là hữu ái, theo ở trong chú giải thì chúng ta có năm. Cái sự ái luyến gọi là hữu ái, gọi là rupa rupa phong quá. Thì ở đây chúng ta phải hiểu là rupa phong quá tức là sắc hữu đó, là để chỉ cho 27 cõi hữu sắc, trong đó 11 giới, 16 cõi phạm thiên sắc giới. Như vậy 27 cõi đó chúng ta gọi là rupa phong quá. Còn arupa phong quá tức là vô sắc hữu, là chỉ cho 4 cõi vô sắc. Khi có cái sự tham muốn được tái sanh trong 4 cõi vô sắc đó, hay là trong 27 cõi vô sắc đó, như vậy gọi là hữu ái. Mọi người khi chứng thiền nó có cái trạng thái thấy là do định sanh, do ly dục sanh, ly hỷ thú xã, vân vân, thì nó mang lại một cái sự hạnh phúc tinh thần đặc biệt. Cái hạnh phúc đó nó tế nhị hơn là cái hạnh phúc của dục trần. Cho nên chính vì này mà những người tu tập thiền chỉ, họ đặt chứng thiền, nếu như họ không có hướng qua thiền Vipassana để thấy vô thường khổ vô ngã đó, thì khi họ đến cái trạng thái hạnh phúc do thiền thì chứng, thì lúc bây giờ cái tâm của họ quyến luyến, họ thích thú, họ say đắm ở trong cái cảm giác hạnh phúc của thiền. Cái này chúng ta gọi là cha nói đi cần thiết. Đó cũng gọi là thường kiến, cái đó cũng gọi là hữu ái thông qua tầng hà. Lại nữa, cái sự thoải mái mà quan đến thường kiến, thí dụ như một người họ cũng đắm say trong tác dục, nhưng khi họ đắm say trong tiền tài danh lợi sắc đẹp tứ hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, lúc đó họ khởi lên một cái kiến chấp sai lầm là cái hạnh phúc này là thường còn, là vĩnh hằng, mong là hạnh phúc này không bị mất đi, mãi mãi còn tồn tại. Thì khi mà họ không thích lúng diễn trong các dục mà lại liên quan đến thường kiến như thế, thì đây gọi là hữu ái thông qua tầng hà.
một người mà họ làm phước bố thí trì giới, rồi họ có nguyện ước Patthana và nguyện ước, họ có ước nguyện được tái sanh trong tương lai ở những cõi Sivati, là cõi nhà, cõi lạc, như vậy gọi là, cũng gọi là hữu ác. Theo đây đó, thì chúng ta thấy rõ rồi, là một người Phật tử, nếu mà chúng ta chưa thuần thục ở trong cái tuệ quán tam tướng của pháp vô vi, là vô thường, khổ, vô ngã, khi mà chúng ta làm phước bố thí trì giới mà chúng ta vẫn ước nguyện để được tái sanh về cõi chư thiên, cõi nhân loại vân vân, thì người Phật tử chúng ta cũng rơi vào cái tình trạng gọi là pháp hóa tăng hàng, tức là hữu ái. Cho nên hữu ái không phải chỉ có một ý nghĩa là ái thường kiến, không phải chỉ ái thường kiến không, mà chúng ta thích thú ở trong có thể tái sanh cũng gọi là hữu ái. Như vậy thì hữu ái gồm có, nếu mà ái mà có liên quan đến thường kiến thì như vậy đây đều gọi là tâm tham thập tà, hay là tâm tham tương tà kiến. Nhưng mà nếu ái trong cõi hữu sắc và cõi vô sắc, hoặc là ái luyến thiền chứng, hoặc là cái sự nguyện ước có sanh hữu trong tương lai, thì như vậy cái này không hẳn là tham tà kiến, mà tham ly tà cũng vẫn có cái rơi vào cái tình trạng gọi là hữu ái. Cái này theo chú giải, chỉ có quý pháp hóa tăng hà, tức là phi hữu ái, thì phi hữu ái ở đây là ngoại trừ hai cái loại ái, dục ái và hữu ái, ngoại trừ hai cái ái đó ra thì còn ái nào được chấp thủ, đó gọi là phi hữu ái. Nói một cách khác, thì trong bộ Quy Phương Giác có giải thích Uche Dadithi Sahagato Rago Sagara Chittasa Sagaro Ayanguchiti Quy Phương Quá Tình Hà. Cái sự ái luyến liên quan đến anh dự kiến thì đây gọi là phi hữu ái. Thì như vậy rõ ràng ở đây
quý pháp của tăng hai nó thuộc về tham tương ương tà kiến, bởi vì đó là chấp theo đoạn kiến. Thí dụ như một người họ đang hưởng thụ dục lạc sắc đẹp thứ hai, mùi thơm vị ngon xúc lạc, họ đang hưởng thụ dục lạc, họ khởi lên cái kiến chấp cho rằng là nó xuống ngắn ngủi, chết là hết. Do đó hiện tại phải tranh thủ để hưởng thụ các dục. Thì như vậy được gọi là phi khổ quá, tức là ai đi qua đến đoạn kiến này là ở trong thanh tịnh đạo có giải thích. Cho nên ba loại ái là dục ái, hữu ái, phi hữu ái, chúng ta cần phải hiểu rằng nếu chỉ thuần túy là cái sự tham luyến đối với dục lạc vũ trần thì như vậy gọi dục ái, nhưng mà cái sự dính mắc tham luyến đối với ngũ trần, ngũ dục lạc, ngũ trần dục lạc mà liên quan đến thường kiến thì gọi là hữu ái, mà liên quan đến đoạn kiến gọi là phi hữu ái. Chúng ta hiểu cách tóm tắt gì? Ngoài kệ này thì sau khi Đức Thế Tôn Ngài nói lên ba loại ái đó, Đức Thế Tôn Ngài nói lên bài, ý gửi của bài kệ này như thế nào? Trói buộc bởi ái triền, tâm ưu tâm ưa, tâm ưa hữu phi hữu, tức là hai cái câu này mới nói đến khi mà chúng sinh đó dục ái, hữu ái, phi hữu ái nó trói buộc. Thì cái đó gọi là cái sợi dây hay là ma kiết sử. Ma kiết sử cũng là ma triền, tức là tất cả những cái phiền não đó thì đều là ma, cái lê sa ma đó. Trói buộc bởi ái triền, tâm ưa hữu phi ưu hữu, bị ma triền trói buộc, chúng sinh ấy không được an ổn thoát ách nạn. Chúng sinh đi luân chuyển, đến sanh rồi đến chết. Trong bốn cái câu sau đó, chúng sinh ấy không được an ổn khỏi ách nạn, chúng sinh đi luân chuyển, đến sinh rồi đến chết,
Cái câu này muốn nói rằng là khi mà bị trói buộc bởi ái thì chúng sinh không đạt được niết bàn, mà niết bàn đó gọi là vô gắt khi măng, tức là an ổn khỏi khổ ách. Cái chữ khổ ách, chữ vô gắt ở đây đó, tức là dục ách, hữu ách. Kiến ách, vô minh ách, có bốn cái ách phường. Khi mà chứng niết bàn thì đã đoạn bẻ gãy hay là phá vỡ bốn ách phường đó, không còn bị mang như là mang cùng gông cùng nữa. Thì niết bàn là an ổn khỏi các khổ ách, vô các thiên mang anuttara là chỉ cho niết bàn. Lấy ý nghĩa chữ khi măng là an ổn, và yoga là tứ ách phường, bốn ách phường. Chúng sinh đi lưng đến sanh rồi lại chết, ở đây là muốn nói đến cái sự luân hồi gọi là samsara. Quách lắm là luân chuyển, luân hồi. Tái sanh đến kiếp này rồi tái sanh ở kiếp khác, cứ là luân chuyển mãi ở trong bốn khổ thú địa ngục, hạ quỷ, súc sanh, atula. Rồi quả dư sắc sanh trở lại là người, là người biết tạo phước sanh làm chư thiên, biết hành thiền thì sanh cõi phạm thiên. Thì từ phạm thiên không phải là dừng lại ở đó, mà nếu không có khéo tu chứng lại thiền thì phải sanh xuống cõi dục giới và tiếp tục phải luân hồi sanh tử, chuyển đến cái kiếp sống này đến kiếp sống khác. Tất cả đều là do ái chưa đoạn tận. Và đoạn cuối, những câu của đoạn cuối bài kệ đó, những ai đoạn được ái, ly ái hữu phi hữu, họ đến bờ bên kia trong thế giới hiện tại, họ đã chứng đạt được các lậu hoặc đoạn tận. Sáu cái câu sau đó là nói đến vị A-la-hán. Vị A-la-hán là người mà đoạn tận được tất cả khác ái, tanh hà, là dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Đạt đến bờ bên kia tức là đáo bị ngạn hay là niết bàn. Ở đây chúng ta cũng phải chú ý những từ mà Đức Phật đã dùng. Ví dụ Anuppa, Diyano, Ithawa, Khurangwa, thì cái chữ ý thác là này, và hưu răng là đời sau, tức là tái sanh ở đời sau. Còn khi mà chúng ta nói đến
ý thức của râu, tức là bờ này, bờ bên này là chỉ cho cái bờ sinh tử luân hồi đó, và trong cái răng có nghĩa là bờ bên kia là chỉ cho bờ niết bàn. Nên giữa hai cặp từ ý thức và hữu niệm hòa với cái chữ bờ này và bờ kia, hai cái cặp từ đó nó phải có cái sự khác nhau. Chỉ itarang và bằng chúng ta phải suy nghĩa khác. Bờ bên này là chỉ cho cái bờ sanh tử luân hồi, và bờ bên kia là chỉ cho giải thoát, chỉ cho niết bàn. Còn cái câu mình nói rằng trong thế giới hiện tại họ đã chứng đạt được các lộ hoặc đoạn tận đó, thì trong cái bài những cái câu cuối là nói đến trạng thái một vị đã đạt đến quả vị A La Hán, thì vị đó đến cái sự đoạn tận các lậu hoặc. Pháp lậu chúng ta đã học trong tuần trước là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, hoặc là dục ở vô lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Chúng ta nói bốn vừa được mà nói ba cũng được, kỳ trước chúng ta đã học rồi. Người chúng ta đọc ở đoạn văn xuôi ở trên này, các tỳ kheo có ba khác ái này là thế nào, là ba dụ ái, hữu ái, phi hữu ái này. Các tỳ kheo có ba khác ái này, thời chúng ta sẽ không có nhận ra cái nguy hiểm của nó, của ba khác ái. Nhưng mà khi chúng ta đọc bài kệ mà Đức Phật này đã thuyết thì chúng ta thấy rõ ràng nếu như chúng sanh còn bị trói buộc bởi ba loại ái thì không có thoát được của sanh tử luân hồi, không có thoát được của sanh tử luân hồi, và sẽ không có chứng được tứ bàn vô thượng an ổn các khổ ách. Chỉ khi nào mình đến quả vị A La Hán các đức mọi ái dục, ái hữu, ái phi hữu đạt đến bờ bên kia thì vị đó có thật sự là người đã được giải thoát. Mới thật sự chứng đạt được cơ quả vị cát lậu được đoạn tận. Cho nên ở trong cái bài kệ này có ý nghĩa rất đặc biệt
mà chúng ta cần phải hiểu rằng trong cuộc sống của chúng sinh phàm phu chúng ta gần như là chúng ta bị tiêm nhiễm bởi ái. Chúng ta cứ cho rằng là hễ cuộc sống này mà không có cái sự tham luyến thì như vậy cuộc sống đâu có sự hấp dẫn. Nhưng thưa quý vị, chính vì có sự thứ đó, nó là cái dấu hiệu gieo rắc cái tai họa, gieo rắc cái sự khổ đau cho chúng sinh. Do cái tâm ái ấy mà nó dẫn đi tái sanh ở chỗ này chỗ kia. Ở trong kinh Đức Phật hay dùng cái chữ sneha đồng nghĩa với chữ tân hạ. Thì các thầy kheo cõi dục của sắc, cõi vô sắc ba cõi này giống như cái thửa ruộng, và những hạt giống dùng để gieo đó thì những hạt giống giống như là nghiệp bằng thân bằng khẩu bằng ý, và khi hạt giống nó rơi xuống thửa ruộng đất chính do nhờ cái sự ẩm ướt của đất sẽ làm cho hạt giống nó nảy mầm. Như vậy cả những cái hành động chúng ta làm dầu cho thiện, nhưng hễ chúng ta còn có sự dính mắc đời sau, dính mắc sanh hữu kế tiếp, thời như vậy cái phước mà chúng ta đang làm đó được phối hợp với những cái năng lực dẫn đến sự tái sanh đó, thì chúng ta sẽ luôn luôn là chúng ta bị khổ. Còn ngược lại, khi một người họ hiểu được ý nghĩa này, cho nên lúc nào cũng có khuynh hướng gọi là nisadana acchasayo, là cái khuynh hướng xuất ly. Cho nên không có cái gì làm cho vị Bồ Tát đó có cái sự quyến luyến dính mắc. Chúng nói thêm rằng ái là phần chủ chốt để đưa đến cái sự tái sanh, là phần tạo nên khổ, chúng ta gọi là thực tế, tức là ba loại ái này. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ rằng tham sân đi chung với si căn, tức là vô minh. Hãy vô minh ở đâu, tham ái ở đâu thì vô minh có mặt ở đó.
vô minh và ái. Có thể nói đó là cặp bài trùng. Ngay cả trong duyên sinh và tích chết sớm bà đá mà chúng ta học qua thì chúng ta cũng thấy rõ chia làm hai, làm ba thời, là thời quá khứ, thời hiện tại, thời vị lai. Nếu nhân dân quá khứ thì đó chính là vô minh, cũng như nói vô minh duyên hành thì hành với duyên thức vậy đó, thì chính cái vô minh đó nó cũng là cái nguồn gốc để mà tạo ra cái dòng luân hồi. Ái cũng tạo ra cái dòng luân hồi, nhưng mà ái nói cái nhân hiện tại, thì thọ duyên cho ái, ái này mới duyên cho thủ, thủ duyên hữu, hữu mới duyên cho cái sự tái sanh. Và vì chính do cái sự tái sanh cho nên có già chết, sầu bi khổ oai. Cho nên mặc dù chúng ta nói cái những đưa đến sanh tử luân hồi, chúng ta nhận diện chính xác là ái, nhưng mà chúng ta cũng đừng quên nè, ái không thể khiêu vắng được vô minh, nó phải độc sanh với vô minh. Khi nào mà tận dưỡng ái thì đó, lúc đó vô minh nó mới kết thúc, hay là diệt được vô minh thì lúc đó ái mới kết thúc. Ở trong một bài kinh khác Tư Bộ thì Đức Phật Hàng Dài Ngài xài chung như thế này: này các tỳ kheo, thế nào là pháp cần phải biến tri? Tôi được nghe vậy thì Ngài tự trả lời: là chính là sắc, là pháp cần phải biến tri, pháp cần được đoạn trừ, tức là vô minh và ái. Phải có cần phải được đoạn trừ đâu, bởi vì nó là tập đế. Và pháp cần phải tác chứng, sakshika tapa, ở đây là niết bàn. Nghe người mà biết được chỗ đó là chúng ta hiểu đế. Rồi có một pháp cũng cần phải tu tập, đó là pháp cần phải tác chứng. Thì Ngài nói một cặp, tức là minh và giải thoát. Ở đây là chỉ cho cái trí tuệ sáng suốt, nhân quả. Còn giải thoát ở đây là chỉ cho niết bàn. Và pháp cần phải tác chứng ở đây chỉ pháp luân Phật nói, ở đó là bất chánh. Đây thì chúng ta phải nhưng mà như vậy là như vậy,
tùy theo từ thế là kinh chuyển pháp là ngày theo nội dung của bài kinh này. Thí dụ khổ già, khổ bệnh là khổ chết là khổ vân vân, thì cái này thì nó thuộc về khổ, khổ nén. Còn khi nói đến vô minh và ái là pháp cần đoạn trừ, là chúng ta hiểu cái này là chỉ cho niết bàn, à chỉ cho, xin lỗi quý vị, chỉ cho vô minh và hữu ái, chỉ thấy sự tập khởi của khổ hay là tập khởi của danh sắc. Còn khi nói đến minh và giải thoát thì ở trong bài kinh này Đức Phật nói cặp đôi minh và giải thoát, đạo quả niết bàn. Nhưng ở trong bài kinh trẻ có đương thì Đức Phật nói khổ diệt thánh thế, ở đây là chỉ cho niết bàn. Nhưng chúng ta phải biết rằng niết bàn được chứng ngộ bởi bởi đạo quả, đạo tuệ và quả tuệ. Cho nên trong cái bài kinh tương ưng này thì Đức Phật này dạy chính do minh và giải thoát là pháp cần phải tác chứng. Rồi ở trong bài kinh này khi nói đến pháp cần phải tu tập thì đặc biệt là Phật ngài nói đến vấn đề chỉ samatha, quán vipassana, chỉ và quán thôi. Cái đó tùy tùy chỗ. Chứ còn như trong bài kinh chuyển pháp luân đó, thì trong cái đoạn mà nói về khổ diệt hành lộ thánh đế hay là diệt đế đó, thì ở trong đó chỉ nói ngay là niết bàn, vậy thôi thưa quý vị. Thì ở đây đó, hôm nay chúng ta học cái bài kinh này thì ba ái, dục ái, hữu ái, phi hữu ái, những điều là pháp thì nào cần được đoạn trừ. Chúng tôi phải diệt trừ, bởi vì chính do ba ái này là nó kết tựu cái dòng sinh tử luân hồi, nó che mắt làm cho con người có thấy rõ việc đấy là niết bàn, và nó cũng không chấp chức được cái sự khổ. Như Đức Phật ngài dạy rằng là nếu cái gốc cây được, nếu thật, nếu cái cội cây đã bị đốn ngã như vậy vẫn còn kiên cố, chưa có được đoạn trừ, rồi như vậy ái này, khổ này vẫn sanh hoài. Cành mà mình đốn rồi nhưng mà rễ nó là chưa có mức tận gốc thì như vậy mai mốt sẽ đâm chồi nảy lộc, nó phát triển thành cây trở lại, cây khác. Cũng như khi mà chúng ta tu tập các pháp môn này, pháp môn khác, chúng ta tạo ra phước này, phước khác, nhưng mà chúng ta lại không chú ý như việc mà chúng ta tu tập phải nhổ bỏ được ái. Chỉ có khi chúng ta nhổ bỏ được ái thì lúc đó khổ này mới chấm dứt mà thôi.
Cho nên vì ái tanh ha thì chúng ta phải hiểu qua nhiều khía cạnh ở trong các cái bài kinh mà Đức Phật Ngài đã giảng dạy. Một người thật sự hiểu như vậy mới thật sự chỉ nói là ái hữu ái, hữu ái thì hữu ái. Chúng ta nói như chúng ta học thuộc lòng vậy, nhưng mà chúng ta không có hiểu tường tận và không có biết cách tu tập thì như vậy cũng như không. Thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị của ý nghĩa của bài kinh này như vậy thôi. Hôm nay chúng ta nghỉ sớm chút xíu. Bây giờ xin kính thỉnh tự tổ Minh Hạnh. Đừng khuyên phúc chúc cho thưa rừng. Ồ, hôm nay không có thượng tổ Minh Hạnh. Kính thỉnh là Đức Tuệ Đức chúc phúc cho rừng. Sau đó chúng ta nghỉ chút rồi chúng ta qua bên rừng lớp Phật Pháp Bố Thơ Tâm Mát. Nam mô Bụt Thầy. Sobatu sapa manggalang rakhan tu sapa dewata sapa bulanu fawe nasada sote fawan tu te fawatu sapa manggalang rakhan tu sapa dewata sapa thamma nu fawe nasada sote fawan tu te fawatu sapa manggalang rakhan tu sapa dewata sapa sangha nu fawe nasada sote fawan tu te. Tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp.